Chuyển sang những thông tin về thời tiết. Chiều nay thì khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có mưa lớn đi kèm với các hiện tượng thời tiết nguy hiểm. Những cảnh báo chi tiết sẽ kết thúc 5 phút hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị. Cảnh báo chiều và tối nay ở khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa mưa to với lượng mưa từ 30 đến 50 mm, có nơi trên 80 mm, đề phòng ngập úng cục bộ, gió giật mạnh và lốc xoáy. Mưa với lượng lớn dồn dập trong thời gian ngắn, các gia đình ở khu vực trũng thấp ven sông nên chuẩn bị sẵn bao tải cát, ván gỗ hoặc tận dụng miếng nhựa mica để ngăn chặn nước tràn vào nhà.